có con lương mà cũng rộn đám dữ hen. Nãy mẹ nó tưởng mình chó. Lăn xanh luôn, cộng lan can lắm, cộng lan can. Cũng rộn đám dữ chứ. Cha đứa nào lửa thầm bắt nước tội ông nhỉ? Hồi có thì đi chạy, đợi vừa nữa. Đi về xịt chó á. Thằng nào ở không, thằng nào chịu khó thì bắt nước tội ông. Thằng nào ở không thì đi mua đồ nấu. Thằng xấu xấu. Thằng nào xấu xấu sắc xả nào vừa. Thằng nào cái mặt khó ưa thì đi chỗ khác. Thằng mình một bát xuất lại mà ăn. Đây, phục ăn ngát rất là ngon cô chú anh chị ha. Ngon bổ rẻ nha. Hàng chất lượng luôn nha. Rồi Hoàng Sơn cũng có khô cá liềm kiềm bằng sẵn nữa nè. Cô chú anh chị có đặt hàng thì gọi Hoàng Sơn nha. Cái khô này thì giá bình dân nhưng mà rất là ngon nha. Hoàng Sơn chào cả nhà nha. Hôm nay vợ Út về đãi cho ngoại món canh chua lương. Bây giờ mình đi kiếm lá me nha. Mà không biết có không nữa. Nếu mà không có thì mình chuyển qua xài me xanh. Nấu với đậu bắp hả Út? Uổng quá, chưa kịp ăn gì đó, tàn rồi. Trời nắng. Có cái bắp chuối nữa, nãy em có chặt gì cái bắp chuối. Nãy ở đâu có bắp chuối không? Út đem tới nhà Út rồi. Trên có hả? Mẹ nói anh Yên đốt hết cái lá me đằng kia rồi. Cháy đó thằng me rồi. Anh Yên này phá quá mà. Đốt rác hả mẹ? Đốt rác mà cái đống cây mạnh á nó khô rồi cháy luôn đó. Thành ra nó cháy luôn rừng lan với mẹ ông luôn. Ồ nó già rồi con ơi. Thì nó khô rồi. Cái kia nó non mà đốt cháy quá đó rồi. Rồi cái me chút ép rồi hả? Sao có lá? Không, bình thường nó nhiều lắm á. Ơi cái cây này thân to quá mẹ. Cây cốc hả? 250 ngàn đó. Ủa mẹ cắt hay là gãy nhánh vậy? Không, ta bán vậy đó. Cái thân to vậy đó. Bán vậy đó. Vậy là dễ sống nha. Vậy là sắp có cốc ăn rồi. Cốc hả? Dạ. 250 hả không? Thân nó to. Người ta cưa ngang này cho dễ sống. Cái đó là chắc chắn nó sống. Dạ, chắc chắn sống. Nãy mẹ kéo lá về làm bồ bạc hà hả mẹ? Có lá me không Út? Ông giờ xem là hay bán nói cho mẹ kìa. Tới đây là la lớn lắm. Trời mất quá chừng lá me luôn phải. Để thêm bây giờ xem. Tại bữa họ mất thấy cái này quá trời nhiều đó. Dạ. Yeah. Hả? Có chừng gai đinh nha. Có mặt giác. Hả? Có ừ, lắc cắt vậy. Đầy đủ luôn. Ủa, Khanh nó nhiều bông quá. Của mẹ nay tàn rồi, ổn quá. Đây là còn tươi nè. Cẩn thận nghe, đinh nóng ơi. Mẹ mới mấy tàu lá kéo về. Dạ. Đốt mà nó cháy rụng lá xuống là ra lá me non lẹ lắm. Vậy không đó, Út thấy già cái Út suốt mỏi tay quá Út đốt. Út đốt chừng 4 5 ngày cho nó rụng ra. Hồi xưa đâu có biết ăn lá me non quanh năm ha, chờ mưa xuống đầu mùa mới có ăn. Giờ mình đốt á. Dạ. Với lại mình cưa cho nó lùng xuống á. Đó là hình như ăn kiểu đó hao người ta không cho. Để cây me lớn nặng lấy trái. Nè anh Yên đốt trái ráo của mẹ này nè. Vậy bữa nó sẽ là đọt. Trái rau nó kìa. Rồi trái rau lan luôn. Mẹ của mẹ. Đủ nồi canh không Út? Đủ. Hay vậy? Con thấy đâu có đâu mà. Vậy à. Điểm hay hàng. Con không nghe hồi xưa đời vua chúa rồi ta hái sen. Ta hứng sen ở trong nhụy hoa mà ta nấu nước trà cho vua uống được. Còn mình hái lá me cho hoàng thái hậu cũng đâu có tật mấy đâu. Hỏi Út về ta làm gì được không? Dạ. Làm mẹ trải đang lấy đường đi cho sạch nha. Nãy con chưa thấy Út Diễm đi cắt quốc đâu, đi cà lẹo. Đi đây ra ngoài á, cà lẹo nó khoan đợi Sơn nó ghi hình rồi. Nè Sơn mẹ kéo rồi chồng đi trên thảm đỏ rồi hả?
được 37 đôi sân. Dạ. Để cáo 4 lần. Bà Út lớn mày chấp tay, Út nhỏ mày chấp tay tao lại mày. Sao mày giỏi dữ vậy, xe đạp kéo thử ra giờ được. Khỏi trần Sơn Út ơi. Hôm nay để trưa trưa con về con kéo cho. Vậy cái lấy xe đạp điện đi kéo lá. Sợ trời nắng cái nó huynh bèn. Ơi, trời nắng cái nó héo lại nó huynh ra. Tại cột kéo ra ngoài lộ rồi. Dạ. Yeah. Rồi con về con kéo rồi về mẹ phải ra mày chắc cho mất công. Chị giờ họ phơi lá cũng hơi sồng sồng cái họ bán là chị không có phơi khô giặt cho mình cho nên giờ lá nó à, là phơi khô mà dằn cho nó xẹp xuống ha. Con phơi cái sống nó đỏ ao luôn á. Dạ. Cái con kéo con dằn. Con dằn bạn cho bẹt cái bèn nó bẹt ra. Dạ. Gần chứ chưa chị. Nó cháy đó phải không? Cháy hết lá. Cháy đám. Cháy luôn vòng, cháy luôn lòng lan luôn nữa. Đó chị dặn rồi, Yên ơi con tưới vòng vòng đi nghe. Con đốt rác thì đừng. Thà không dặn. Thà không dặn. Dặn thì không canh ông đó. Vậy tính nó như em bé vậy hả? Em ơi chị tính nó là quánh nó lại đó. Vậy nó cái thằng này bữa nào tôi quánh nó bữa. Hồi năm rồi chắc một đống nặng để Tết đốt ra đốt trước đó. Ôi trời ơi công của mẹ đã đời. Ta kéo đã đời về để canh đốt. Đốt giao thừa. Ông tưởng rác ông đang đốt hay đâu. Xem trái đóng rùm này chứ là nó mới làm tưới. Trái đóng rùm là có lá me rồi hả? Có rồi đó nè. Trái cái đám làng chị đó. Tại vì cái đám đóng mận nó sơn nó khô. Yeah. Dư sức rồi đó. Yeah. Đủ rồi Diễm ơi. Nè cái tấm này mày cũng trải đường đi nè sướng không? Chiếu lót đàn vàng treo trước ngõ nè. Trời. Vàng đâu, vàng đâu. Vàng chưa có. Vàng chưa có. Mới có chiếu lót đàn à hả? Mất thì treo đây nè. Chừng nào vàng treo trước ngõ cho hai nha nông. Đậu hen. Thấy là bà Hà không? Lại cắt luôn. Bà Hà chị. Dạ. À, bông bông trang dây của mẹ lên rồi quá trời nè. Ăn mẫu luôn rồi về con. Ăn canh cua luôn rồi về. Đó đó làm cái thương gì đó. Ôi đẹp ha. Hổm nó màu trắng nhách nay ra đỏ nè. Hôm nay nó đậu quá chị. Dạ. Dễ thương chưa? Đẹp chưa? À. Quá luôn. Hổm ra ra không có màu luôn. Bữa chắc nắng quá. Thôi dưa leo nữa, hai không? Đây nè. Có không? Nó dây nó hư rồi. Còn hai trái. Đang làm gì vậy? Cắt bạc hà. Nè ba trái luôn nè, đây nè, trái nữa nè. Ăn dưới đất để già không? Dạ, nó hư rồi. Trái này cũng già rồi. Cái nào là già con ơi. Bạc hà đang đẳng trời lấy kéo cắt đi Khanh. Đừng hái Khanh, uổng lắm Khanh. Trái đó ăn hái đi. Hái đi. Cái này nè. Nó hư hết. Đâu có lấy hộp. Để làm chi á? Cắt sao luôn chị vậy mà không dạ, thấy dạ chát hả? Bữa anh Hòa hay anh ai anh Bình mà ướt trái dưa già mà sao với cua với sao cua ốp đó còn trái dưới kìa đó cái mày cắt luôn hả mày trái già đó mày già lắm hả cả nhà đi cái này để cho đẹp để cho cái trái lúc lắc liễu thì già với đất khẩu hai nữa chứ có mấy trái mà còn để sót nữa. Ở ngoài lộ là nhiều lắm cậu Kiểm. Cái đó đó, trong tầng á. Được không Khanh? Ở trong đó có bạc hà nữa. Dạ. Đi quê sớm hả? Dạ, đi vòng vòng cái có rau rồi. Có rau. Dạ. À, trễ ánh sáng Út đi thể dục á, Út hay đem theo 4 năm cái bịch ni lông lắm. Dạ. Út gặp lá me, Út hái lá me, gặp rau muống, hái rau muống. Có mấy cái kinh mà cô bé người ta đào rồi người ta tưới nước dưa leo rồi đó. Yeah. Cái rau muống nó bò ra, hái chừng gan nghề trộ, nó no. Mập ú, được rồi cưng, ít thôi. Cắt bỏ lá đi. Ở dưới quê dễ sống hả? Tháng này chị đi thể dục, chị hái vô theo chị tính mà chị ở dưới chợ là phải cỡ 40.000 đó. À, một bọc lá me hàng rào á Sơn. Dạ. Cái sáng ngày hả ra búp gì nè, rồi rau muống, rồi mùng tơi, rồi bông sữa đũa, đọt nhãn lồng. Trời ơi hái cái chút không sợ. Sâu đâu? Nó thơm miếng sâu. Quên, Út không sợ sâu mà suốt ngày đi hồ sâu. Cắt nữa đi Khanh. Út nhiễm nó đủ rồi nó. Mẹ cây này đẹp quá mẹ. Đẹp quá. Thì là nè, nay lên sung quá chừng hen. Đẹp quá. Đẹp. Kia nữa kìa Khanh. Ấy nhang con.
cái này cho con thẩm nấu canh. Ngon quá ha, cắt đây ha. Ừ, cắt sao thấp cũng. Cắt lại ra hết đi. Cắt ra cho nó nhảy nhánh thôi mà. Ăn rau với bò nó. Bò luộc. Đẹp quá Sơn ơi. Dạ. Giống cái đuôi cong mẹ chim bên tủ á. Còn kia nữa thấy không? Thấy. Rồi hái cái gì? Đó đó Sơn. Đi về, dạ. Về Sơn ơi. Dạ về mà. Dạ. Xe này mẹ định trồng xe bông nè Út. Đổ rồi cho xe này trồng bông. Nó chạy được hả Sơn? Dạ nó hư rồi. Hổng sửa hết 400 ngàn. Định sửa cái xe đó của Sơn Hùng, định sửa cho Sơn Hà chạy mà không chạy được. Đâu đi sao đâu, đâu đi sao đâu, đi cắt quá. Đi kia kìa, đi quay lại kia kìa. Đi lại coi. Đi ra nó chạy con quá. Mốt mẹ đi ra trồng bông mà phải đi vậy á mới được. Đi ẹo ẹo lại. Hất qua hất lại đồ. Dễ gan hả mẹ? Bởi vậy hái đồ bắt không có mà ở đây còn bỏ nữa. Tên chị ghét giá chị dục ông tí cạp đó. Người ta nói sao mẹ nói đi về đi nhà nhảy rồi. Tí cạp đó con. Bị chuột thì kêu chuột cái ông tí. Ông gì? Con chuột. Quỷ chuột. Quỷ chuột. Không, cứ chẳng mà. Nó hư rồi, bị sượng rồi. À, rồi Sơn còn ở nhà mình về làm bữa cơm chiều nghe. À, bữa nay Út kiếm được một con lươn đồng à, rất là ngon. Con canh chua lươn bữa canh. Chị rủ rồi mà. Chị sợ không đủ không đủ không. FP. Không đủ phê à? Không đủ FP cho năm bồi thêm nha. Lâu lâu có con lươn à. Con lươn này bữa mẹ kể ai xách lươn xong rồi ra ngoài ao á. Rửa rửa xong xách rổ không vô. Ai năm? Dạ. Mẹ hả? Mẹ. Có cái tàu rửa xong thì đem xuống rửa nó đang còn sống vậy thò tay chà nó cái nó bò nhẹ ra rồi xong cái dao với cái rổ thì vô ông ngoại hỏi lưng đâu nó bò xong rồi nó bên chưa chai cái sao giờ chưa có kinh nghiệm hả cái nó bò đi cái này có được cái gì nhỏ uống đâu nó mạnh lắm không mà nó bò nhẹ lắm mẹ cha nó cái gì cái nó bò ra gì đâu bắt được nó đâu nó trên đỉnh mà ngủ á nó hỏi lương đâu nó bò đi vậy Út Khanh rồi bắt gì uống nữa Khanh dạ chị vừa ngon quá mà bị già uống hen có mấy trái mà mẹ hái không hết luôn. Nó mẹ làm rau luôn hả? Nó mẹ làm rau luôn không? Bước nhà Sơn, mẹ hai. Dạ. Ôi, đã quá vậy? Ừ. Quá chừng ha. Dạ. Mẹ hai ở đâu đây đâu? Hai ở ngoài bờ. Cái này chính này nè. Ừ. Lắc của Thành có lấy thì lấy. Lấy thế nào thì lấy. Có Tăng. Dạ. Cái dây nó xuống đó. Làm cho đã, chú không biết con lươn còn không nghe Út. Chú mình chú không còn. Mình chưa chai. Nó chưa chai. Nãy về nghe lập bập lập bập. Nó hỏi ổ Út mang gì về mà đậy dằn dữ vậy. Chú ngon quá. Nè Út, giảm cái chanh. Dạ không đèn không? Dạ không đèn con cơm cho má nè. Em nấu lẹ lắm.
Rồi Út Khanh lấy cái nồi, cái ấm để điện nó bắt cho chị ấm nước sôi đi. À, chị dấm rồi. Chả ra nhớt không? Nè. Dạ. Nè, con thấy nó ra nhớt không? Ra nhớt liền luôn ha. Vậy chứ chế nước sôi không ngon nha. Ừ, sôi hay quá ha. Con lươn nó cứ ngắt à. Dạ. Con lươn là làm ngon nhất là gì con biết không? Dạ. Tro. Tro bếp. À, tro là vô là nó thích con gái nè. Là ngon nhất. Dạ. Lớp áo đầy này đầy áo ra. Nó mới hồng tâm. Cái con lươn mà con mặn không sạch nó còn lớp này tâm lắm. Giấm hay quá ha. Ừ, hay lắm. Tại vì dưới quê nhà ai cũng có hũ giấm hết á. À, để trồng gỏi nè. Dạ. Giấm mà nó tróc lớp này ra là con thấy không? Tự tróc luôn ha. Nó tự nó tróc. Hay hơn. Bữa hồi đó ở sân banh á. Mấy người làm công trình mà móc cống sân banh đặng cho nước đường động á. Dạ. Không biết bắt được con lươn mấy ký không? 4.6 kg. Trời ơi, gì mà ghê vậy? Trời ơi, con lươn nó Út không có nói thêm không? Nó cầu bằng cái khoanh này nè. Dạ. Mà nó ngắt tuấn à, ngắt tuấn vậy nè. 4 kg mấy bằng con chó luôn rồi. Mà dài nè. Dạ. Mặt uống thành tinh rồi. Trời ơi, nó tuấn ơi. Bỗng ngại đâu rồi, đã đôi đường trong tử ơi. Rồi chứ không phải anh Nghĩa ơi ha. Đổi. Tại cái bài đó là bài công tử là đúng mà tay đổi lại anh Nghĩa đó. Dạ. Yeah. Sửa lại. Chính ha, lẻ ốc ha. Đó, à, bạc hà nè, bắp chuối nha. Cái này là gạt bà ngoại nè. Dạ. Tại vì bỏ rau nhút nó thơm mà bà ngoại nhai rau nhút không được. Vậy vô khái này bỏ vô cho nó có thơm đọc rau nhút á. À. Dòng họ nó hả? Dòng họ nó cái mùi rau nhút đó. Bỏ vô cho chị đắng cái nước. Không có đắng chị. Tôi có bỏ vô xuống nè. Rồi, ngon quá hen. Ừ. Ngoài ăn đồ nhậu không thấy sao? Dạ. Còn mình thì sẽ ăn với khô cá ngát nha. Nhà khô cá ngát Nam Việt bán nên là rất là nhiều. À, Út cho ngoại trước. Khô cá ngát chiên hả mẹ? Rồi cô chú có đặt hàng khô cá ngát thì liên hệ Hoàng Sơn nha, đảm bảo là ngon bổ rẻ luôn, chất lượng. Còn lươn này thì mình không có bán nha, này mình đi mua. Ăn cua nữa hay ăn cơm mẹ? Dạ mẹ ăn cua nữa hay mẹ ăn cơm? Cái này lươn nè mẹ, cái này lươn mà. Này lươn nè. Dạ, để con vẽ ra cho mẹ nha. Này cơm nè mẹ. Con lươn mặt ú hả? Làm đây ra. Diễm. Có nấu canh chua cho tụi nó ăn không? Có. Ăn cho tụi thơm thôi. Dạ không. Bỏ vô cái muỗng. Bỏ lâu lâu nước con nó liền. Bảy bạc đi. Bảy bạc. Bảy bạc. Con lươn canh nữa tỷ bạc. Con bỏ mà đó, ông dạ, ông đi. Dạ. Có mẹ. Dạ, đắt dạ. Không đẹp chứ. Dịch mua giờ cái đầu nó ngon bằng đầu dịch xưa không hả? Ừ. Cái ngát này rất là tươi cô chú ha. Này mình đặt hàng. Đó, làm rất là tươi mới luôn, với lại cá liềm kiềm nữa. Con cá tươi á, con dạ. Cá tươi dễ phân biệt lắm con. Khô tươi á là dạ. Nó trong suốt mà thấy không? Dạ. Còn con cá chết á nó đục ngầu à. À, cá ngát này thì mình đặt bên Gò Công. Mình để đông rồi đó mà nó dạ. Còn trong vậy đó. Còn cá liềm kiềm á thì mình ở ngoài Đồng Nai á, em của Xuyến làm á. Cá liềm kiềm Hồ Trị An đó. Ừ. Chiên giòn ăn ngon. Mấy con nhỏ nhỏ anh biết. Cá ngát là ở dòng họ cá trê không? Kêu bằng cá da trơn. Ừ. Cá lăng. Mà như nó mắc tiền hơn phải không? Mắc tiền hơn cá trê. Dạ. Cá trê cũng ngon mà đớp cũng ăn ngon mà sao vậy? Cá trê vàng cá nuôi đó mẹ. Cá trê vàng nó ngon. Không ai ăn hết. Cơm ngon không ngoại? Hả? Cơm ngon không? À, nào đó. Nam Việt. À, khỏe. Ngon không ngoại? Ngon. Dạ. Vậy cao mới về hả? Dạ.
Ngon. Ngoài cái chân xương á. Ủa chân xương, có chân xương. Vậy đó mà mẹ gã gã mà không chịu đâu. Nhiều ngày thôi mẹ thích tự gỡ vậy hả chứ. Cái này xương nó mỏng một chiên xíu nó giòn rụm luôn. Ăn rồi chưa? Ăn chưa xong rồi hả? Chuyện văn sao? Dạ. Mày ăn rồi chưa? Rồi. Rồi đó. Để mày mẹ lấy đi con dữ vậy. Đó, cỡ vậy ngon lắm. Đừng có chiên khét quá cả nhà ha, tại nó mỏng lắm. Đó. Vừa chín tới vừa giòn rụm luôn. Ôi, cảm ơn biết còn cái miếng đến đó. Thì cảm ơn quý con luôn kìa. Cảm ơn quý con nữa kìa. Đó, con mình ngoài mà tới 4 cô phục vụ luôn, ghê không? Ai là mỹ nữ nè, lên tiếng nè. Ghê không mẹ? Quá con hơn chút chút hai người đứng quạt đi diễn chiên này mà bắt đầu miếng miếng đường thôi không ý em nói ăn ăn canh á ăn canh em ăn với cháo trắng chứ không phải ăn canh á thì để nguyên vậy nè còn chuyện ăn ăn cơm nguội cháo trắng thì cưng riêng lại mặn ngọt thế hả chua ngọt vậy chứ cưng ăn canh á cưng làm vậy nè là ăn thôi nó ngon khô này rất là vừa ăn cô chú ha nó nhạt lắm khô cá ngát nè với khô cá lùm kìm vừa ăn vậy lắm luôn á mình có thể uống bia được nha uống nước trà ăn này cũng ngon nữa rồi không cô chú có mua ủng hộ Hoàng Sơn thì gọi vào số điện thoại Hoàng Sơn để trên màn hình đó nha và có thể xem thêm các loại khô cá để mình gửi biếu tặng như là khô mực nè, tôm khô thiên nhiên, tôm đất á, đó, rồi khô cá dứa, rất là nhiều luôn. Giờ đồ ăn rẻ quá ha, như cá dứa, cá ngát mình xưa đâu có thấy luôn á, toàn ăn mấy con cá rô. Đó nhịn, nó nhịn dữ lắm. Dạ, cá lóc còn không được ăn nữa. Bắt ăn còn có thôi chứ đâu có tiền mà mua con. Tại vì cá lóc khó bắt nên là bắt được cá rô nhỏ nhỏ. Xưa ông già bà già mới kêu cá đồng đó. Dạ. Ông già bà già mới có được ăn. Dạ. Với mấy người đẻ. Ừ. Mình ăn mắm ruốc thấy mồ luôn. Mắm ruốc cá biển. Mắm ruốc với rau lan luộc, rau muống luộc. Cá biển nó rẻ. Mà mấy con cá mồng gà đúng không? Cá mồng gà, cá tớt. Cá tớt. Dạ. Cá ngon người ta đem chợ người ta bán. Sơn cá bự mấy... bự mình đâu có tiền mua. Với mấy người nhà giàu ở Sơn họ dạ. Giàu họ dặn ở Sơn. Dạ. Dạng nhà mình nhà nông dân mà trời ơi 3 giờ chiều á là người ta gánh cái thúng cá ngang cái nào mà rẻ cái mình mua làm mắm vậy Út với vậy ca lấy đồ ăn của ngoại nè ăn dụng lấy thử nè đó quay làm bằng trứng nha Trời ơi, Sơn ca là cục cưng của ngoại đó, ăn hết ngoại cũng cho nữa. Hả Sam? Dạ. Cháu ngoại là Sơn ca là về đọc chức giống vậy. Về ngoại ca à. Quang giang nàng về nơi cô thổ. Lớp từ năm đại đó bà nhì. Mỗi phút ly tình em đem lỗi ra đi là mỗi bước tình ly ghi dấu trên nẻo đổ đèn. Tiếc đinh khang chàng ơi gánh càng thở đau đôi ta âm êm thanh điệu mà chàng ơi đi rõ điệu chắc cầm để cho rã yên rã gần cho mảnh ma hầm em cam mòn mối với tuổi ngày xuân đinh sang chàng ơi mau thần tài bây giờ chân nghệ hàng hai chứ ra xa trường anh hùng lịch sử anh hùng tiền nhân bào người liệu thân dòng chiến chiến nào dễ thần chi ngày nay vẫn còn để ông thấy tấm gương anh hùng ngàn năm nhưng ơi cái gì mà phim lon dây đồng tì tì hát chơi đàn hả tì tì nè cả
Nghe tụi nghe không ạ? Dân ơi, qua con ơi. Ai ca là bà con xa gần nghe hết rồi. Cả thế giới nghe luôn á. Rồi, bây giờ mình có một bữa cơm rất là hấp dẫn. Ngon quá ha. Hiếm khi nha. Giờ ngoại phổ nhạc luôn này. Bởi là ngoại độc thơ, giờ ngoại phổ nhạc luôn. Để tuổi cao để lại ai nuôi? Năm không nuôi. Tì tì. Giờ ca rồi. Ca. Giờ hát luôn rồi mẹ, chứ không phải là thơ. Để lại ai nuôi? Tuổi cao để lại năm thóc nuôi. Phổ nhạc luôn rồi. Giúp thơ tôi phải nhạc. Hay quá. Bà con chiếu nè. Em của Hồ Biểu Chánh á. Cơm đâu mấy hả? Cơm mẹ. Ừ. Em mẹ học cái miếng bún nè ăn. À, chưa hết nổi rồi đó, ăn ngon quá. Ăn dũng cả nhà ha. Rồi, bây giờ mình thử món này trước đi. Đây, cô cá ngát nha. Ủa, mắm me mẹ. Có mắm me không? Mắm me hả? Thôi vậy khỏi đi, ăn không đi. Dạ. Rồi, mời cô chú nha, mình thử cô cá ngát nha. Ngon rụm luôn, ngon quá. Vì em cưng nấu canh. Cái này rất là vừa ăn hen. Cái em cũng mặn thừa. Cái bỏ miếng. Ngon. Cái này ăn với canh hết thảy. Ngon lắm. Bỏ nha. Út chiên vừa ăn ngon Út. Nó không có bị giòn quá. Vừa. Em nấu cơm mà khen cũng mặn thừa. Khen em nấu cơm thì dành cả đời để khen đi. Quá lời hả? Mà thật sự là tao quá hay hả? Nhiều khi Út không biết Út để đâu, Út phải Út luôn á. Cô cá lên kèm. Này có ly rượu thuốc. Cái này phải có một ly rượu mới cho đáp được. Có mấy cái rượu ấy cả. Rượu ngâm lạp xưởng. Nó kêu lấy rượu ngâm lạp xưởng à. Lương thường là mình nấu để nguyên con nó mới ngon phải không? Nguyên con cắt ngáo không ngon phải không? Dạ. Nhiều người á chỉ cho hả? Họ chiên trước á. Có những người họ thích họ cháy nước lèo bằng xả nhưng mà cháy cái nước thôi. Dạ. Đừng có bỏ con lươn vô cháy. Bỏ con lươn vô cháy cái nó cứng ngắt à. Dạ. Sườn. Dạ. Sườn con lươn không ngon. Chứ đừng cắt khúc ra. Để nguyên. Yên cơm đó. Mẹ đứa nào bún đứa nào cơm. Mà bán anh ơi. Đó. Nó không ăn lươn. Không ăn lươn. Bởi phí nữa cũng đợi. Ta trong lươn muốn chết rồi mà không ăn lươn. Ta trong cuối tháng có lươn mà không ăn lươn. Lấy dĩa khô ra đi. Xin ca không bỏ gấp dĩa khô ra đây nè. Để lửa lươn đây nè. Đó, rồi để này, để cả nhà ăn đi. Mẹ ăn cơm mẹ. Cơm năm ơi. Năm ơi. Xin ăn lươn không? Xin. Xin này. Cái này không khách sáo được. Khách sáo được anh đi ăn về cho khác. Dạ. Lươn chấm nước mắm này. Ngon. Còn cô chấm nước mắm này nha. Dạ. Ăn chua nè. Ăn mắm mè. Mắm mè. Ủa mới ướt mắm mè có mắm mè luôn rồi nè. Trời ơi, ướt gì có nấy mà. Mẹ là riêng mà. Vàng tiền đi. Chơi chờ trúng số. Cơm ạ. Rồi. Rồi mời cô chú nha. Rồi mình sơn làm miếng lương nữa nha. Mắm ăn cơm nha. Rồi. Dạ. Đây mình dán miếng lương đi. Quá trời ngon luôn nè. Đó, lương đồng luôn á. Đó, ngon không? Rồi. Trời, riêng cái ớt nè. Lương đâu không biết mà gấp rau ăn cũng ngon quá trời nè. Ừ. Rồi, rau nha. Cái ăn với cái bắp chuối á. Bắp chuối ngon. Ngon tẩy. Ừ. Cái không ngon á. Cái gì con? Canh thích ra, Sơn thích nước mắm hầm mì ớt. Dạ. Mì ớt thì con gấp nước mì ớt con để lại. Ăn với mì ớt. Ăn không ngon kìa. Rồi, Dốt ăn cá ngát Út, ngon lắm. Ừ. Quảng cáo khô với Dốt luôn. Hôm nay Hòa Sơn cùng cả nhà mình có một bữa cơm với lương hết sảy ha. Vũ Út mang về nè. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi nha. Tạm biệt và hẹn lại bà con mình ở video sau nha. Cô chú.